Phẫu thuật căng da mặt thì rất là mất nhiều thời gian, chi phí thì rất là tốn kém và dễ gây những cái biến chứng về sau này. Do tuổi tác nên tôi rất sợ đau khi phải phẫu thuật thẩm mỹ và sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Đó là lý do tại sao mà tôi chọn cái phương pháp cái trị Ultra Believe. Ultra Believe là một loại chỉ sinh học, khi được đưa sâu vào da sẽ ngay lập tức làm căng những vùng chảy xệ. Lúc này chỉ sẽ kích thích tăng sinh collagen và tự tiêu trong vòng 24 tháng. Quá trình tăng sinh collagen sẽ vẫn duy trì đến tháng thứ 32. Phương pháp kế trị Ultra Believe thì nó giải quyết các vấn đề về nếp nhăn, chảy xệ, giúp da mình sáng, khỏe, hồng hào chỉ trong một lần thực hiện. Tôi chọn cái phương pháp này bởi vì cái quá trình thực hiện của nó diễn ra nhanh chóng, nó không đau. Thì sau khi kế trị thì da mặt nó không còn những cái nếp nhăn, không còn những cái nếp chảy xệ mà vẫn giữ được cái nét hài hòa tự nhiên trên khuôn mặt. Cho tới ngày hôm nay là hơn 2 năm rồi thì cái gương mặt của tôi nó vẫn thon gọn và ngày càng đẹp ra. Và những người xung quanh là khen trên xe dạo này là mặt sáng hẳn lên và sang hẳn vậy. Thì sau khi làm xong tôi cảm thấy làn da mình tươi trẻ như ý muốn và tôi rất hài lòng.